Xin kính chào quý cô chú anh chị em, mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay em có đến vườn chỗ anh Tú Trần Bonsai ha. Hôm nay anh Tú Trần Bonsai có xin có giao lưu với cô chú anh chị em một số mai giống như bạch mai Thái ha. Bạch mai Thái, bạch mai siêu nụ, giảo tự sắn và cúc phượng thanh tân ha cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ quay chi tiết một số cây cho cô chú anh chị mình xem sơ lược, rồi em sẽ báo giá từng cây và cách thức giao đóng hàng cho cô chú anh chị mình ha. Đây, trước mặt cô chú anh chị mình là giống bạch mai Thái ha. Đây, cái cây này thì nó bự hơn ngón tay út em luôn, đều có xử lý đế hết nha cô chú anh chị. Đây, để cho cô chú anh chị mình coi ha. Cây này thì gốc nói chung là nó bự hơn ngón tay út em luôn ha. Đây nè, có xử lý đế hết nha cô chú anh chị. Cây thì cao một gang tay, có số không tới, nhưng mà cái loại này mình ghép á, ghép rồi anh Tú ảnh bấm đọt á, thì cái cây nó rất là cứng cáp nha cô chú anh chị. Cái này là anh Tú đã vô thùng C6 hết nha cô chú anh chị nha. Cây này là rất là khỏe, về cô chú anh chị mình chăm thì cô chú anh chị mình lấy bo vô tư luôn ha. Cây này thì rất là đẹp cô chú, về anh chị mình chơi bonsai rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Này, cái này là bạch mai Thái, đây là bạch mai siêu nụ hay cô chú anh chị. Đây, bạch mai siêu nụ, lá nó ra cái lọc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái hàng này tất cả đều được xử lý đế hết trơn nha cô chú anh chị. Cái này do anh Tú ảnh vô hơi sâu á, ra mình chưa thấy cái đế, nó không thấy rõ nha cô chú anh chị, mà tất cả đều xử lý đế cũ cục đẹp lắm. Đây, cho cô chú anh chị soi coi ha. Đế một cũ nè, tất cả đều là đế cũ hết. Đó, thì bạch mai Thái này thì xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 100.000 một cây ha. Đây, em cũng quay sơ lược cái clip cái lô này cho cô chú anh chị mình xem trước cái. Rồi qua đây tiếp, em sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem nữa tiếp ha. Này cũng vẫn là bạch mai Thái. Này, cây rất là đẹp luôn ha. Này, bạch mai siêu nụ là cái này ha cô chú anh chị. Mai siêu nụ, một cái lùm luôn, rất là đẹp luôn. Vô thùng C6 nè, nó thùng hết trơn rồi. Rồi em quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem giảo tự sắn hay cô chú anh chị. Đây, giảo tự sắn đây là 80.000 một cây ha. Cái này là anh Tú anh ghép vô tông cao hay cô chú anh chị, tông cao và tông lùn. Thì cô chú anh chị mình thích cái loại lùn loại cao gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp ngay chỗ nhà vườn của anh Tú ha, để cô chú anh chị mình đặt hàng và báo ảnh lùn, em thích lùn hay là thích cao gì đó thì báo với ảnh là ảnh sẽ gửi cho cô chú anh chị mình ha. Thì tông lùn tông cao gì đồng giá hết là 80.000 một cây ha cô chú anh chị. Đó, một đơn hàng thì anh Tú sẽ gửi cho cô chú anh chị là 3 cây gửi hàng ha, 5 cây thì anh Tú sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình ha. Còn cái giống thứ ba là giống cúc phượng thanh tân ha. Giống thứ tư cúc phượng thanh tân. Này cúc phượng nè, cái cây này cao nhiêu luôn, này gần mấy tay luôn, là 20 mấy xăng. Khi gửi là anh Tú sẽ vô dây dựng đọt lại cho cô chú anh chị ha, đóng là đóng thùng xốp ở cho cô chú anh chị mình luôn. Này cái lô này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, nè cành nè, tuyệt vời. Cái hàng này á thì đa số nó sẽ ra chuỗi cô chú anh chị. Thấy cái lô này thì ghép nhiều nhà vườn ghép, và bên nhà vườn của em ghép thì em thấy nó cái phần trăm chuỗi nó ra cũng khá cao hơn cô chú anh chị nhá. Thì cũng tùy thuộc vào cái cách chăm sóc của cô chú anh chị mình nữa, với lại cái cây nó có sung hay không nhá. Chứ là em thấy cái điều kiện mà nó ra chuỗi thì em thấy nó rất là cao. Đây, cúc phượng thanh tân này em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là giá 100.000 một cây ha. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Đó, cô chú mà anh chị mình có thể lấy là một cúc phượng thanh tân hay là một giảo tự sắn, một đơn hàng cô chú anh chị mình cứ gửi đặt cho em 3 cây để em sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị mình. Đó, rồi 5 cây thì em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình, cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, rất là dễ giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Thì mọi chi tiết thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp ngay chỗ nhà vườn anh Tú. Nhà vườn anh Tú thì sẵn sàng chia sẻ giao lưu với cô chú anh chị mình ha.
Đây bên phía trước cô chú anh chị em có một cái giống nữa. Giống này thì cô chú anh chị mình về mình vừa lấy bo mà mình chơi bông tết luôn. Cái loại này là cúc 36 hay cô chú anh chị. Cái này thì cây nó khá là già cây rồi nè. Này, quấn rễ rất là đẹp luôn. Thì cái này á là cô cũng gửi một cây, một đơn hàng từ 3 cây trở lên. Thì cái loại hàng này nó rất là già rồi ha. Ôi, cái đế rất là đẹp luôn. Cúc 36 giá 80.000 một cây. 3 cây em gửi hàng, 5 cây em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. À, cái hàng này thì cô chú anh chị mình á vừa lấy bo nè. Tết này là bảo đảm sẽ có bông cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình về, cô chú anh chị mình lấy bo xong cô chú anh chị mình bấm lại rồi tưới phân vô tư luôn. Cái hàng này thì nó già tuổi rồi. Nó cũng cả mùa mấy rồi đó. Về cô chú anh chị mình bấm xuống đây rồi cho nó bung tàn ra, Tết cô chú anh chị mình để trên bàn chơi có bông liền luôn, rất là đẹp luôn. Rồi thì em sẽ báo lại cho cô chú anh chị mình thêm một lần nữa ha. Là cúc Phượng Thanh Tân giá 100.000 một cây. Ha, cây cao nè, cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, cái tàn thùm lum luôn thấy không? Này là về cô chú anh chị mình chăm lại già bo, một già đọt một cái là lấy nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Lấy cầu 20 bo trở lên đó mà. Cứ mắt lá ăn bo, mắt lá ăn bo. Đây nè. Đó. Cái cây này á, là cái gốc á, dâm xuống đất á, là 2 năm mình mới bứng lên nè. Bứng lên mình mới vô thùng lại. Đó, mình mới ghép vậy nè, thừng vô cái bịch vậy nè cô chú anh chị. Không? Rất là ngon luôn cô chú anh chị mình mua cái hàng này về á, thì cô chú anh chị mình rất là dễ chăm ha. Cúc Hoa Phượng Thanh Tân 100.000 một cây, 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship. Rồi cái này là giảo tự sắn 80.000 một cây, 3 cây gửi hàng và 5 cây em sẽ bao phí vận chuyển. Đó, này là cái giảo tự sắn này nó có hai loại, tông cao và tông thấp. Giá đồng nhau hen cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình lấy thích cái loại thấp, loại cao gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với chỗ anh Tú. Thì anh Tú mình sẽ gửi đúng hàng như cô chú anh chị mình đã đặt ha. Rồi là 80.000 một cây. 3 cây gửi hàng và 5 cây sẽ bao phí vận chuyển. Rồi tiếp tới là bạch mai Thái và bạch mai siêu nụ. Ha, là đồng giá 100.000 một cây. Ha, là 3 cây gửi hàng và 5 cây sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình ha. Cách thức thì em sẽ đóng thùng xốp cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, đây là bạch mai Thái và bạch mai siêu nụ. Bạch mai Thái á, thì hoa 8 tới 12 cánh, hoa rất là chuẩn. Còn bạch mai siêu nụ á, là 5 tới 12 cánh hen cô chú anh chị. Bạch mai siêu nụ á, thì cái vàng nụ nó là rất là dày đặc. Đó, nó rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Bạch mai siêu nụ là cái nụ nó nhiều giống như là đại lộc vậy cô chú anh chị. Đó, vàng nụ nó rất là đẹp. Nó lên cái nụ không là cô chú anh chị mình thấy tuyệt vời. Đó, thêm cái lá nữa lên cái lọc rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đó. Rồi thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi cái kênh và ủng hộ em suốt thời gian qua ha. Thì mọi chi tiết xin quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn của anh Tú ha, để ủng hộ bên mặt hàng của anh Tú ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cái clip của em ha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào quý cô chú anh chị mình.